nhìn rất cục kịch sạch sẽ nhỉ. Bây giờ mình phải làm ra người ta nhìn thấy người ta mới lại thấy mê. Cứ để nhiều khi để chỗ là không ai để ý. Kiểu như thế, cây là như thế. Toàn là điên đấy. Cục này nét đấy. Cục này chắc phải đục bỏ cái đoạn dưới đi bác nhỉ. Đấy, cho bay cái mảng cái gì. Tất nhiên mình đang bán thì cứ để vậy, người ta về tự làm được. Rất u nhọt. Một con như này bây giờ là khoảng 3 tiền mấy? Như này tầm 2 triệu. Hợp lý đấy. Rất u nhọt, rất đẹp. Con này cũng là của mình đấy đúng không? Đâu? To to này. To nhỉ. Trực. Trực to chả bá. Con này rất nét đấy. Tầm tiền 2 triệu. Chơi vui. Đấy. Toàn là điền đấy. Đấy. Cứ cục kịch này thôi nhưng mà nuôi lên là đẹp đấy. Nuôi lên rất đẹp đấy. Thợ. Dành cho thợ hoặc là bác nào mà thực tập muốn về làm cây thì ra đây mà múc về. Giá nó hợp lý nhất trong cái chỗ chợ này rồi. Bởi ở trên Hà Nội thì không có cái giá rẻ thế đâu. Các bác ở tỉnh các bác lên thì giá nó mềm hơn vì đồ các bác sẵn nhiều. Đó, không dám bán đắt như các bác ở Hà Nội. Các bác mới chơi hoặc là sắm bộ đục các thứ lên đây thì phang thoải mái. Tôi lấy cái phôi tầm mà loanh quanh một đồng một củ ấy để đục kéo nâng cao tay nghề, đấy là cũng là một cái gọi là học phí thôi chứ không phải là gì cả, rất hay đấy. Tất nhiên đấy là cái ý kiến của em, còn các bác thì tùy, nhưng mà muốn nâng cao tay nghề thì phải làm, buộc phải làm chứ không có cách nào khác. Lại làm phiền bác tí. Dạ, em thì em chỉ nhỏ nhỏ này em mới chơi được, vì nhà chật lắm. Chứ thích nhưng mà thích thì thích lắm nhưng mà diện tích không cho phép. Điền. Điền. À, đa đây còn gì nhé. Đa. Đà rất già. Đà rất già. Đấy. Chợ đó. Đây, khu vực nghiên cứu sinh đó. Khu vực nghiên cứu sinh đó. Các nghệ nhân tương lai ra đấy. Ốc về làm. Đấy. Trà Phúc Kiến. Quay bán tiền luôn. Vâng. Tí nữa các bác là thu tiền rồi. Phi lao đẹp quá. Phi lao này mới bao tiền nhanh. Phi lao có nhiều tiền không ạ? 5 triệu. Phi lao rất già, rất nghệ thuật. Dạ, à, Trà Phúc Kiến ấy. Đấy, mua về hay. Chả biết là bao tiền. Già, đẹp. Có hoa có quả, đấy chơi hay đấy. Du, ruối, tùng. Xanh cái kiểu đi, em có bớt đấy. Anh mua được bao nhiêu tờ em bán? Được 1.000. Để cho em 1 ký. Đẹp. Quả dưới trực quá chuẩn chỉ nhỉ. Thân trực.
đều anh nhỉ, như cái nước bù bọn chửi. À, lại múc vào anh. Lại múc vào. Con qua cây đã về chưa? Chưa. Chưa về. Ờ, phía sau. Phía sau nhờ xe Cường này luôn. À, nhưng con xi chứ. Ờ, con xi đây. À, sau. Chưa về. Ui, xe Cường. À, vừa nhất con nhất con này. Ừ, anh nhất cũng qua. Anh vừa chở cái to xe máy về. Hay quá. Đấy, cái này đỡ phải. Thấy con quê đẹp thế. Anh á? À? Em ấy. Đấy của em vứt xó vườn mà lôi ra làm ấy chứ. Đẹp. Lâu rồi mà. Sao lại cắt lại đi hết ạ? À? Vâng, nó toàn lùn này mà, có tí thế này thôi. Chứ nhìn tụ ảnh nó to thôi. Đúng rồi, anh nhìn đấy, em đo ngang tay mà. Vâng. Không, không chơi được to. Muốn chơi to lắm. Muốn chơi to lắm. Bộ mini. Vâng. Đấy nó toàn bằng cái cục cục này một. Chơi đây này. Nhưng mà mua chưa? Chưa nhưng mà lâu quá. Con này ở đâu ra nhỉ? Dạ. Quả tuyên như này em vớt trên xe. Đấy hay phết đấy. Bây giờ về lắp bổ đôi à? Một cái cành dễ này mình trẻ ra. Ừ. Hay đấy chứ không đơn giản. Sao em không lấy con này? Cổ quá em bây giờ em chờ thì nó lâu quá. Lâu đúng không? Lâu. Mini đẹp phết đấy. Đẹp. Con này đẹp này. Đẹp đấy, không đơn giản đâu. Đẹp nhất ở đây đùa đâu. Đúng thật. Đẹp nhất đấy. Dạo này múc kinh điển đấy nhỉ. À? Múc liên tục nhỉ. Ngày ngày toàn nổ mấy phát liền này. Sợ quá này mất anh. Đâu anh lấy ở dưới kia. Đấy là con ba vai đấy kìa. Nổ liên tục. Sợ thật. Đấy cái cây xi ấy. Hôm đêm em hỏi ấy. Ờ. Sáng sớm sau gọi đã thấy đại gia lấy rồi anh ạ. Về tay anh ấy, mua nhanh. Lúc sau thấy ông ấy tác anh vào. Vừa bảo Cường bên sau chở cho. Rồi. Đấy, nay sướng rồi, đi mua nay mới sướng rồi. Đây đục hết này nhưng mà. Ui này về làm. Đây về làm sướng lắm nhỉ. Hết rồi. À, con Tùng kia nó vướng nhỉ. Rồi. À cả Tùng à. Không có cái Tùng nào phải mua cây chơi. Đúng rồi. Anh bảo Tuyền lấy con này là Tuyền ơi. Nhưng mà biết rồi nhưng mà không chờ được. Thằng này cần gì? Cần gì phải xẻ cái này ra làm cái gì? Đấy nó thằng bách nó đục đi em cũng đục đâu. Bách nó đục à? Bách được. Mẹ để nguyên cái này vậy đẹp không? Để nguyên cái mấu chỗ này này. Nhờ, nó đỡ sách. Để nguyên thế này này. Không, chưa được bao đầu. Em chưa nhìn thấy cái trước nó như nào. Xinh nhờ. Nhún này. Đúng của em đây. Nhún này. Của em xà phết đấy. Về làm nghiên cứu sinh cái món này được. Được mà. Quá hay. Đấy. Lít bạc. À ngàn sách tay này. Già đấy. Già. Đấy, chân giấc đầy đủ. Lấy đi. Form của em đây. Thế đang đi một vòng đã, xem có cây nào. Hơi lâu thôi. Lâu. Đấy có cua mầm đây. Mầm thì chắc chắn là ra nhanh nhưng mà lâu lâu theo được cái thân này. Con này là không nên đục cái chỗ này phải. Đấy. Nó rách. Đúng rồi. Chỗ này này. Nó ý là ba tay. Ba tay này làm sao được? Hai tay là hai ấy được. Thế thôi. Hơi siêu đi thôi. Thôi ông ơi, cháu cho ông lấy để hữu nghệ cho chưa bán được cái nào. Ui giời. Tiền. Bán tầm âm như sáng giờ. Hơi phí. Mama không làm được mà hai chân thì cũng đang suy nghĩ không chơi được. Tất nhiên là bác nào mà thực tập thì mất thì vui đấy. Nhộn nhịp phố góc này nhộn nhịp hết. Ui lại một xe đầy này. Ui con này nghệ thuật quá nhỉ. Ui có cái chơi cho nó vui em. Anh mua nó nhanh lắm. Con này thay cái chậu đấy không đơn giản đâu. Tốc độ mua theo kịp được anh đâu. Theo ra được. Rón rén đi theo thôi. To nhỏ không đâm hết. Không nào ra cái xi về chụp ảnh em xem anh nhé. Chụp sướng. Không phải chụp, đến xem ai mà chụp. Ừ, đấy. Chụp từ đấy có ảnh sẵn, video sẵn. Thế nó về chủ mới phải chụp lại. Thích đấy, con đấy thích. Tùng hai bếp nhờ. Ờ. Ừ. Hổ nó mà nghệ thuật đấy. Anh lấy con thằng Hòa trên Hoài Đức mà. À đấy à. Nó bẻ đêm nên là anh lấy luôn ban đêm luôn. 12 giờ đêm vẫn khỏi cây. Đây. Săn cây nhanh thật. Pin vừa chưa giáo mực đã
mẹ đã về anh gánh luôn. Toàn đại gia giống mặt này chết. Rồi. Đấy, đại gia Khánh Trắng.